Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm món rau bồ công anh xào tỏi nhé. Đây là rau bồ công anh các bạn ạ. Để làm món này các bạn chuẩn bị cho mình một nắm rau bồ công anh nhé. Dạ, mình vừa cắt trên mình có vườn rau ở trên sân thượng ấy, thì video luộc rau bồ công anh cũng có rồi và mình cũng cắt trực tiếp. Hôm nay thì mình không cắt trực tiếp nữa mà mình vừa cắt xong mình đem xuống đây, rất là tươi và ngon. Và các bạn để xào tỏi, các bạn chuẩn bị cho mình một củ tỏi bóc ra nhé. Và mình sẽ khi xào xong ấy, mình sẽ cắt một ít chanh vào rau ấy, làm trộn lên làm một món ăn rất là ngon luôn. Và các gia vị khác thì trong đó mình sẽ nói sau, thì thông thường người ta hay nấu xào ấy thì mình cho những gia vị bình thường thôi. Đây ạ, cái để xào thì các bạn sẽ cắt cho mình nhé, lấy cái phần non, cái phần lá này các bạn cũng lấy cho mình nhé. Có đến cái phần non các bạn sẽ bẻ đi. Mình bẻ thành từng đoạn như thế này ạ. Lá già thì mình sẽ bỏ nhé. Vì nhìn rau này thì nó rất nhiều như thế này, nhưng mà khi mình xào ấy, nó óp xuống ấy, nó cũng không được bao nhiêu đâu ạ. À, tác dụng của nó thì rất là tuyệt vời rồi, các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Và cái video luộc rau ấy thì mình cũng nói về tác dụng của nó rồi đấy ạ. Nên là video này mình sẽ không nói thêm nữa, cũng không nói lại nữa ạ. Nhặt hết rau này đi. Rau này các bạn có thể trồng vào những cái thùng sơn hoặc là những cái thùng nhựa, thùng xốp, và nó lên ra rất là tốt luôn ạ. Các bạn cắt một lần lên sau nó sẽ ra rất nhiều ngọn như thế này giống của mình ấy. Mình trồng lần đầu thì nó ra một ngọn ấy, sau đó dài độ 30 phân thì các bạn cắt bỏ ngọn đi để mình dùng ấy. Và bây giờ đấy, mỗi cây nó ra hàng 10 đến 15 cái ngọn như thế này. Vì mỗi cái lá này nó sẽ ra một cái ngọn ra ấy ạ. Rau này thì không sợ gì thì là sâu bệnh gì cả. Mà để nên là chúng ta có thể trồng mà không lo gì là sâu nó làm hỏng hết rau nhé. Nên rất tốt mà không phải chăm phân chăm biết gì cả. À, chỉ cần giữ cho đất nó không khô quá, lại hơi ẩm là được, chứ không cần phải ẩm quá nhé. Còn có ngọn mùng tơi trèo đến, xào luôn cùng. Khi nhặt xong rồi thì mình sẽ rửa sạch cái phần rau này nhé. Tỏi các bạn sẽ đập dập ra cho mình nhé. Chỉ cần đập dập thôi, chanh các bạn sẽ cắt ra. Các bạn cho mình chảo dầu ăn lên bếp nhé. Và mình cho vào đây phần tỏi. Phi cái phần tỏi này lên cho nó vàng nhé. Thơm lên là được ạ. Phi cái phần tỏi thơm rồi, các bạn sẽ cho mình phần rau vào nhé. Xào rau thì chúng ta cho lửa khá to lên.
cho mình vào đây một chút bột canh nhé. Đấy, khi một rổ rau rất là to mà óp lại thì không được bao nhiêu cả các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút nước mắm nữa ạ. Là được thì ạ. Bạn nào mà ăn bột ngọt thì chúng ta có thể cho nhé. Một chút nước mắm ạ. Đều lên cho cái phần mắm ra và rau. Còn như vậy là mình đã được rồi đấy ạ. Và bây giờ mình sẽ cho ra đĩa nhé. Chuẩn bị cái đĩa và mình sẽ cho phần rau ra nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vắt cái phần nước cốt chanh ra. Đây các bạn, cái phần cốt chanh nhé, nhớ là cái phần hạt các bạn sẽ bỏ lại cho mình. Và mình sẽ cho vào đây một thìa nước cốt chanh này nhé. Tức là chỉ cần 1/4 của quả chanh thôi. Trộn đều lên các bạn ạ. Một món ăn đơn giản thôi nhưng mà lại ngon nhé. Với 1/4 quả chanh như vậy ạ. Và bây giờ mình sẽ ăn thử nhé. Rất là ngon ạ. Đĩa này to quá. Giòn ngon của rau các bạn ạ, với độ mặn mặn ngọt ngọt vừa phải và chua chua một chút của chanh nhé. Nhiều lúc chúng ta chỉ cần làm với những món ăn đơn giản thôi. Mình cho cái phần tỏi lên trên nhé, để cho làm cho đĩa rau của mình nó đẹp hơn ạ. Với ẩm thực miền quê ấy, thì mình thường hay làm những món rau mình có thể trồng được để ăn nhé. Vì mình ở quê ấy, nhà mình đất cũng vườn biết cũng rộng ấy, hoặc là mình có thể tăng gia trên sân thượng là có rau sạch để ăn rồi các bạn ạ. Những món rau, nhiều món mình tự có thể làm được ạ. Đây các bạn, như vậy là thành phẩm của mình sau khi làm xong là món rau bồ công anh xào với tỏi thơm ngon như thế này nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.